tráng rồi, mặt rõ chút xíu nữa. Vậy được rồi, ở được rồi, cũng được rồi, Bây giờ ok. đó nói chuyện nghe người ta nói chuyện chán là hỏi hỏi người lớn chán là nói chuyện với người lớn cũng chán là nói chuyện yêu nhất con nào đây rồi chào anh Chào à, chào chào hai bác già nhá. Ok, chào Hai con. bác nhiều tuổi nhưng mà này rất là trẻ trung, tư tưởng sảng khoái. Cảm ơn rồi, anh. chào con. Hiện giờ con đang ở đâu? Con đang ở miền Tây hay là Báo cáo hai bác là hôm qua thì ở Lý Sơn đi ra ấy, xem mà tìm hiểu xem mà Lý Sơn ở Quảng Ngãi chỗ quê nhà lão Du ấy, cái đảo Lý đảo Lý Sơn là trồng tỏi không đó anh Phượng? trồng tỏi đấy, trồng tỏi Trồng mới dứa đấy, đấy là tỏi người và khác cô đơn tỏi Lý ở đấy Sơn là có tỏi à, với và lại dứa. cua gì cua Quỳnh Đế Cua phải không Huỳnh Đế thì chưa được ăn nhưng ok mà dứa dứa dại với tỏi Lý Sơn này thì là được ăn rồi. Ở đây nhiều dứa lắm nhưng mà tỏi với dứa là bây giờ đang vào đầu vụ, tỏi và dứa là đang dạng chưa chưa đủ tuổi, đang non, gọi là đang non. rồi ok chào Bác con đó Phượng về à, Việt Nam đợt này thấy có sảng khoái không? mình tốt anh mình cảm ơn anh mình về Việt Mày Nam giờ mà đâu có là đâu bây giờ mà đâu có thấy cái ai bắp làm mặt như cái đâu già này là mày biết rồi, tao thì hôm hem ổng thì rảo phì ra mày biết rồi, thấy vô luôn. anh ở Việt Nam mà anh không có thoải mái tức là anh không có ở được anh sẽ không thoải mái ở bất cứ một chỗ nào kể cả anh Rồi. khi ông ở Việt Nam mà ông ở không được thì ông không có ở đâu được Không ở đâu được hết. ông ở Việt Hiện Nam tại anh phải làm gì ở không không có ai làm phiền anh không có ai đụng chạm gì đến anh cả anh không phải không không có cái gì làm cho anh phiền cả không có gì làm cho anh sợ ở Việt Nam mà tôi sáng ra uống cà phê xong rồi tôi xách xe tôi run rủi trên những nẻo đường thế thôi. nó được đất nước Đúng rồi, đúng rồi, thế thôi. Sướng ơi là sướng và đầu óc thanh thản anh, không có gì gọi là phải rắc rối gì bụng mình. Hiện tại ấy bảo là các bác nhìn thấy sao, tại Hai sao người mà nói chuyện chút nha, ok. ở Việt Nam đấy có nhiều người Hàn Quốc với lý do rằng là từ trước nay đấy cái đất nước Hàn Quốc ấy nó đầu tư FDI ở Việt Nam rất là nhiều, nó đầu tư nhiều nhà máy xí nghiệp dẫn là nó người ta nó mang người của Hàn Quốc qua làm quản lý rồi làm kỹ thuật rất là đông. Sơ sơ tính ấy, cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam rơi vào khoảng gần 200.000 người, gần 200.000 người, con số nó khủng khiếp lắm. Cho nên là đi đâu cũng gặp người Hàn Quốc là bình thường. Rồi ví dụ như Đài Loan cũng đông, Nga cũng đông, rồi người Hồng Kông cũng nhiều. Đấy, người Hồng Kông thì người ta nói tiếng, cũng có người nói tiếng Trung Quốc, cũng có người nói tiếng Anh. Nói chung thì đó là những cái mình nói một cách khác hơn nữa là với người kiều bào trên các nước đi mình nói thẳng như vậy Việt kiều không phải Việt kiều nhưng là những cái khách ngoại quốc vào Việt Nam mình đó thế Hàn thôi Kiều gạt nhiều không biết thì Hàn mọi người đều à nói thì nói vậy thôi chứ bà để lấy được một cái hộ chiếu hoặc để lấy được một cái quốc tịch Việt Nam không hề là dễ không hề là à không dễ không ở Việt Nam là gần như là không có chính sách cho người nước ngoài nhập tịch đâu, đúng rồi vậy đúng trừ những người có gốc ở Việt Nam chứ à còn người ngoại quốc là không 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 bao cho nhập tịch giờ kể cả. đúng rồi tao không biết đúng rồi khó lắm tao có biết không một trường hợp có là một anh chàng Mỹ lấy một cô vợ Việt ở ngoài Hà Nội nhưng mà cô như là mấy chục năm mà mười mấy 20 năm rồi nhưng mà cũng không được quyền lấy vợ quốc tịch Việt à. người ta chỉ cho ở tạm trú thôi chứ còn không có không được lấy quốc tịch Việt, là được những người nước ngoài ấy không được lấy quốc tịch Việt Nam trừ những người mà có gốc gác là Việt Nam, thứ hai là những người mà phải cực kỳ có công với nhà nước với xã hội. Đúng rồi. Đúng rồi. Người người lính châu Phi Lê Dương ấy, có mấy người thôi, Hy Lạp. Như là đúng rồi rồi, chứ biết không rồi. không có nhiều đâu. Mà cái chính sách quản lý hộ khẩu của Việt Nam ấy là từ trước nay quản lý rất chặt nhé, người lạ nào mà ấy ra là công an phường công an khu vực người ta biết ngay, mà thế mà bọn nó bởi vậy ta mới là nói là camera chạy bằng cơm Việt Nam mình nó chạy đầy đường mà hẻm nào nó cũng có chứ không là nhúc nhích là nó biết liền ở quá là được ở đó rồi
Thế mà bọn bọn nó cứ suốt ngày nó vu vạ cho là Việt Nam chứa người Trung Quốc cái này thế kia. Ôi trời Người ơi, Trung mệt Quốc quá. sang Việt Nam, người Trung Quốc sang Việt Nam này làm đầu tư có này, rồi người ta đi theo cái diện mà xây dựng dạng BOT ấy. Một số các cái nhà máy xí nghiệp ví dụ như đường ngày xưa người ta làm đường sắt Cát Linh, người ta, Hà Đông này là cũng có người Trung Quốc sang ở làm này, ví dụ như làm nhiệt điện Vĩnh Tân này có này, những cái công trình nào mà liên quan đến Trung Làm Quốc công nhân, công nhân họ nó đem quá đúng đấy, rồi vậy thôi. công nhân mấy cán bộ Công kỹ thuật thì trình cũng của mang qua, nhưng mà ngày nào mang qua theo cái dạng gọi là giống như kiểu Việt Nam mình cho người đi xuất khẩu lao động ấy, hết kỳ hạn thì là người ta phải về, hoặc hết kỳ hạn thì người ta phải xin gia hạn, chứ không có chuyện là cứ ở lì Việt Nam đâu. Nhưng mà đâu có được. mấy bọn nó cứ suốt ngày bảo ở đâu cũng có người Trung Quốc. Ôi Ngày mệt, xưa bọn mà bọn chán nghe mấy cái vụ lắm à. chán, ngày xưa cái bọn nó vẫn cứ đổ cho tập đoàn than Việt Nam ấy thuê cái hội hội Trung Quốc nó làm nó dây chuyền công nghệ của cái hai cái nhà máy luyện alumin ở Tân Rai với Nhân Cơ ấy, thì có một số người Trung Quốc người ta đến làm cái xây dựng với này lắp đặt cái công nghệ của hai nhà máy đấy. Thế thì người ta đến đấy người ta ở, người ta làm xong người ta chuyển ra công nghệ xong đến hạn người ta là phải về, chắc gì có người nào ở đây đâu. Thế mà chúng nó cứ lưu loa đấy. Cái còn riêng cái khu vực ấy thì cũng có người Đài Loan nhiều, khu vực mà cái nhà máy nhiệt điện nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh ấy. Người Đài Loan người ta ở đây trong đấy nhiều, Formosa là của người Đài Loan người ta đầu tư ấy. Thế mà chúng nó cứ dính tí là Đài Loan thì nó lại bảo là Trung Quốc, và chúng lại là cái gì nó cũng Kệ bảo là bà đi, Trung mệt Quốc. quá. Nghe mấy chục năm nay là tao chán, là tao không có thèm nói chuyện với bà quá. Tại vì tụi nó chẳng hiểu gì, khi nó nói lên là nó lòi ra giữa sự dốt nát và bẩn thỉu của tụi nó, hiểu không? Ra vì đó tao không không khe và tao không cần để ý mấy chuyện đó mệt lắm. Nhưng mà cái hay có cái gì buồn cười đó, mày nhớ cái dịch là Covid-19 không? Thế thì ở Quảng Ninh thì rất là nhiều khách Trung Quốc du lịch và những người coi như là chuyên gia cái, nhưng mà đùng một phát ra là biến mất tiêu luôn, được sạch mất luôn, không có đó, đó. Việt Nam là vậy đấy, đừng đơn giản. Mình nói theo giờ mình nói một cách đơn giản thì mấy người đó mình gọi là những người hợp tác lao động đi, người ta ở Việt Nam, ở ở bên nước ta, ta qua Việt Nam mình ta hợp tác lao động rồi, rồi xuất khẩu lao động chứ, nó dùng cái từ mà xuất khẩu lao nô, xuất khẩu lao nô, ôi trời ơi. Đó, tao gì đặt lên xuất khẩu lao nô, đồ Hàn Quốc nó xuất khẩu lao nô, Việt Nam thiếu cha gì mệt. Mệt tao có giờ thiệt chán là tao không, tao với ông Phượng đâu còn bao nhiêu năm nữa đâu, thì ra cái việc chúng ta là về mình cảm thấy đất nước mình như vậy là mình quá mừng rồi, rồi mình thôi là mình về an hưởng tuổi già vui vẻ, và càng Vấn ngày đề mình thứ tao hai nói nữa là phải phải công bằng mà đánh giá nhận xét này, này, này. Chế độ này này, xã hội này này là đại đa số được người dân Việt Nam người ta đã lựa chọn, người ta ủng hộ rồi, đã chiếm đương đa nhiên số rồi. Thế mà còn một số tối thiểu nó cứ hùng hục như trâu húc mã, nó muốn hút tung cái mã lên ôi này. Rồi, bộ giờ phận giờ đấy là bộ giờ phận giờ tối cái thiểu nhá. bộ phận kiến dế, mà tao với ông Phượng đặt tên là kiến dế rồi, rồi nó có nghĩa địa gì đâu. Ví dụ như ở nước ngoài ấy, quá trình mà tính chất gọi là ủng hộ ấy, chỉ cần 51% mới 49% là cái 49% kia nó phải phục tùng cái 51, nhưng mà ở Việt Nam này 99,9% là ủng hộ rồi, mà còn 1% không phải mấy phần trăm này, nó vẫn suốt ngày nó chống đối, nó ra rả chống đối Mệt, rồi. mình đâu có để ý mấy cái chuyện lui bu gì, thì nó mệt quá bị nó chống đối. Tao nói lạ lắm, bây giờ tao mà nếu mà tao mà là chính phủ, tao ký quyết định là mày thích đâu là tao cho mày xuất khẩu đi đó. Chà, tao nói cho mày nghe, ví dụ như bây giờ mày binh vực, ví dụ chiến tranh của Liên Xô với lại của Nga với lại Ukraine, mày binh vực Nga rồi ok, mày căng gói lên được, tao đưa mày đi ra qua bên Ukraine chiến đấu ok. Còn mày rồi qua phía bên Iraq gì đó, cái bên Trung Đông hả, mày thích đâu tao đưa mày đi qua luôn, đồ không phá, tao cho Ở mày đây đi qua luôn. có một số thằng nó suốt ngày nó khen Campuchia hơn Việt Nam đấy. Đấy, chúng Tao mày thích qua bên Campuchia ở, đồ quá đồ quá đồ quá đồ quá, tao là làm vậy à, đồ quá, tao cho qua Campuchia ở, đồ quá đồ mệt, đồ mấy đồ cái tàu lao mà nghe đồ cái khùng điên mà tao không thèm ý mày ra mệt quá. Nói giờ mấy giờ? Bên nói giờ coi như À bây 7 giờ sáng giờ hả? 7 giờ sáng đâu hả? 9 giờ. 9 giờ sáng hả? 9 giờ 7 phút Anh dậy rồi. sớm ạ.
Ăn gì cũng sớm á. Bữa nay tôi lên tôi dậy hơi sớm tí, tôi tính gọi anh để tôi hỏi thăm bên kia anh ăn Tết sao, tôi tức quá tôi ngồi. Chưa Tết hết gì anh còn đi chơi mà Tết hết gì. Hửi 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 cái không khí cũng vui rồi. Bác Phượng có quen cái ông già du không? Đi qua nhà ông già du, cạnh cái ông nhà già du ấy, nó đi dọc theo cái đường đó, tên là đường Trường Sa, xong đến cái ngôi chùa gì nó đang xây được cái tượng đài cao lắm, qua em vừa mới đi qua, xong nó xây tượng 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 gọi là Phật Bà Quan Âm cao vút lên trời. Anh nói ở đâu? Anh nói ở Đà Nẵng hay là ở đâu? Ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi ông còn chưa chưa ôi chà, chưa chưa chưa, mình mới ra đây, mình Quảng không Ngãi, nhà quê ông Du ấy có xây cái tượng Phật Bà Quan Âm. Ôi, ông bác Phượng nhà, bác Phượng nhà ta đâu có biết ông Du là ai đâu, mày đừng có đề cập. Không biết. Biết. Có. Mình hẹn tân hèn chi ông biết ông, tôi đi ngang hồi chiều, tôi đi ngang chắc có đi, anh nói đúng rồi đó. Mà mình đi từ ở ngoài này mà mình nhìn vô trong xa thật là xa đấy, mà họ xây họ dựng một bức tượng to cao thật là cao mà nhìn không ra đó, mà lúc đó trời còn sáng á đấy, thì chắc là bức tượng đó đó bên đấy, thì đúng rồi đó, mình có cố gắng mình nhìn không có ra. Đúng là ở Việt Nam là có cái luật ghi là tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Hiện tại theo thống kê cơ bản nhất là Việt Nam nó có khoảng khoảng 18.000 cái ngôi chùa, mấy này miếu, khoảng khoảng 6.000 cái nơi thờ tự của Thiên Chúa giáo, Đạo giáo. Thế trong khi đó là trên 20 mấy nghìn, nếu mà tính ra ở Việt Nam ấy chỉ có khoảng độ 10.300 xã thôi, cấp hành chính cấp xã nha, khoảng 10.300 xã thôi, mà cái số lượng nơi thờ tự các thứ ấy đó là 20 mấy nghìn, có nghĩa là mỗi xã nó phải có hai cái nơi thờ tự ấy tối thiểu, ví dụ một xã hiểu rồi, hiểu. Đấy, 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 nó không nhiều mức đúng. Như thế rồi hiểu rồi, đúng rồi. Okay, hiểu thế rồi. Mà người ta xây xây nhà thờ, nhà chùa rồi đình chùa miếu mạo thì bọn nó không chống đối, nhưng mà ví dụ như xây tượng đài ghi nhận cái quá trình lịch sử thì bọn nó chống đối, nó chửi yom lên suốt ngày, nó kêu bảo đây rõ ràng là mỗi ủy ban nhân dân xã, mỗi địa chính địa giới hành chính cấp xã ấy, chỉ có một trường. Nói chuyện cái nghĩa trang những tượng đài hồi nãy mình đi quốc lộ một ra, nó đi ngang những cái công trình, những cái nghĩa trang liệt sĩ đó, bắt đầu thấy cờ quạt cắm nhiều đây, thấy họ bế lại, thấy dọn dẹp lại cờ xí trăng là rất là nhiều đó. Ngày xưa thì những cái tượng đài những cái nghĩa trang liệt sĩ thì cũng đền đền cũng để vậy thôi, không có cờ quạt nhiều. Chiều ngày nay mình đi dọc theo cái quốc lộ thấy rất nhiều, đặc biệt là ngoài Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi công nhận là cái nơi đó là ngày xưa đấy, như là Mỹ Lai thì cũng ở Quảng Quảng Ngãi, những cái nơi Quảng chiến tranh đổ vô chiến tranh nặng nề, tức là đi là hơi một chút, đi một chút là thấy cái tượng đài, đi một chút là thấy cái nghĩa trang liệt sĩ, đi một chút là thấy kỷ niệm chiến thắng chỗ này chỗ kia. Anh thấy ở Việt Nam cái nơi mà cũng bị bom nhiều nhất hiện tại bây giờ là cái nơi bị bom nhiều nhất là Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thì cũng để nói câu này có nghĩa là những vùng đất đó thì có người nào đặt tên là những vùng đất anh hùng đó. Thế thì nghe nói ở Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó có một cái bức tượng rất là lớn của bà Mẹ Thứ. Mẹ Thứ. Đó thì tôi chưa bao giờ được đến đó. Để kỳ này tôi về tôi đi hết anh. Tôi một mình lắm rồi. Rồi ok, tôi một mình lắm okay. Rồi. Ok. Anh kỳ này đó. Mẹ Thứ đấy là người mà có đâu như 11 người con với một người chồng là mất ấy, mất cả đấy. Không biết là tổng cộng là 11 người hay là cả chồng nữa là 11, nhưng tóm lại bà mất là 11 người con với lại một người chồng, thế là thành 12. 11 hay 12 không biết. Em quên nữa, tao hỏi mày cái này tao ngoài mày biết cái vụ này. Em mà những người lớn tuổi, những người lớn tuổi hiện giờ đầu quân vô đi bộ đội được không mày? Ai có không?
Có, chỉ có lấy nghĩa vụ quân sự là từ 18 mà đến 28 hay là 30 tuổi thôi bác ơi. Vậy Mới tao lấy tao với bài ông khi mà Phượng coi nghĩa như vụ ra quân sự rìa rồi phải không? Tao giờ tao với ông Phượng ra rìa rồi phải không? á. Đó là không không Ai mấy người mấy lớn tuổi là không ông có đi đi một không cũng không ai cho đi đi đâu. tao Thôi mà tao có đi cả nhà tao gọi là xong gì tao tận đi hưởng tuổi già. Đấy, người ta bảo những người già là tận hưởng tuổi già. Ai thích thì ok không đi. bữa nay thì bên này buổi sáng tao buồn quá tao không biết gì ông bạn già tao bên kia tao réo Bác tao gọi cầm không được ấy, thôi. bác cầm ấy, bác cầm mà muốn đi bộ đội ấy thì sang Ukraine nhá. Bây giờ nó tuyển quân cầm, mấy đứa cầm Ông đi đi, ông muốn đi đến lúc đi qua bạn đi đi nó tuyển qua quân. Thôi được á, tao bây giờ đi đến cái nước nước tao thôi. Ok anh thì với lại hôm ok nay thì cũng réo gọi anh để hỏi anh. Ok thăm cảm về trên cái cảm hoạt ơn trình vậy thôi chứ còn không có chuyện gì cả, cũng dạ bên này cũng không có chuyện gì xèo. Thì đúng rồi anh. ok cái like Ok mình tạm dừng cái like đi ha. dạ Ok ok anh, rồi ok anh, ok tôi chào tất rồi cả chào mọi tất cả người, mọi chào anh. người nha, vui Ok thôi mà. Ok ok rồi, nhắm mắt anh. chào hai bác Ok rồi, nhiều tuổi ok vẫn còn tâm hồn trẻ trung. Chào anh em ở ok dưới anh, cảm ơn nha. con. Rồi chào tất cả mọi Chào người. tất cả.